Sau ngày 31 tháng 12 năm 2022, sổ hộ khẩu sẽ hết giá trị. Thay vào đó, nhà nước sẽ quản lý trên môi trường điện tử và người dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử trong các thủ tục hành chính. Tài khoản định danh điện tử được tạo lập và xác thực trên hệ thống VNEID của Bộ Công an. Tài khoản 3 điều 38 luật cư trú năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 nêu rõ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của luật này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Hiện nay, theo quy định tại khoản 2, điều 26, thông tư 55/2021/TT-BCA, công dân sẽ bị thu sổ hộ khẩu giấy khi thực hiện các thủ tục như đăng ký thường trú, điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú, tách hộ, xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, xóa đăng ký tạm trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Để thực hiện các thủ tục hành chính, người dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử được tạo lập và xác thực trên hệ thống VNEID của Bộ Công an. Danh tính tài khoản định danh của mỗi cá nhân, tổ chức đều sử dụng duy nhất một mã số là mã định danh, số này được cấp từ khi sinh ra đến khi mất đi và không lặp lại ở người khác. Có tài khoản này, khi làm các thủ tục hành chính cần xuất trình giấy tờ, công dân chỉ cần mở ứng dụng và trình các giấy tờ đã tích hợp trong ứng dụng cho đơn vị yêu cầu. Đến thời điểm hiện tại, người dân có thể dùng thông tin định danh điện tử để chứng minh nhân thân thay cho căn cước công dân gắn chip bản cứng. Các địa phương trên cả nước triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm 90 ngày, đêm triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của luật cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2022.